Xin chào toàn thể quý vị khán giả yêu quý của DVH Audio nha. Hôm nay thì lại lên clip mới cho các bác xem đây. Thời gian vừa qua thì cũng được sự tin tưởng và ủng hộ của rất là nhiều quý vị khách hàng yêu quý, thì DVH thì hôm nay nhập về khá là nhiều các cái loa từ neo coi nhá. Con này là bát 30 từ neo của BM này. Đây có 1 thùng, 2 thùng, 3 thùng. Kia có 1 2 3 thùng. 3 thùng là 12 đôi, 3 thùng là 12 đôi này, mấy cả tép này. Con này là tép neo này, các cái hộp này là tép neo nhá. Thì nó nhặt nhấc nhấc cái hộp kia đặt xuống đây cho khán giả xem. Nhấc nhấc đặt xuống một tí rạch hết ra. Rồi cháu rạch cho chú một cái thùng bát này ra. Cái này là bát neo 30 của BM các bác nhá. Con này là côn 76. Con này là bát neo 30 côn 76 các bác nhá. Rạch một con ra cho khán giả xem. Mấy cái hộp này thì đều là tép hết này. Con này là tép neo bi của 44 này. Đây, ba hộp này nữa. Đấy, nói chung là được nhiều quý vị khán giả tin tưởng đặt hàng ở DVH thì rất là vui mừng, rất là mừng được ủng hộ cho các bác. Ở bên trong này, bên này thì là còn bát neo 40. Con này là hộp này là bát neo 40 của BM. Đấy, tí cũng bảo nó rạch ra cho các bác xem luôn. Rất là nhiều. Đợt này là bát tép phân tần, các bác mua nhiều thì nhờ là DVH này lại phải nhập nhiều về để phục vụ các bác đây. Rồi cháu vào cho bi một cái thùng bát neo 40 ở trong này này. Neo 40 BM đây, vào gói bi một cái ra đây. Đây này, rút ở chú cái túi bóng nhật đây, đang quay một tay. Ở đây, ra được luôn. Đây nhá, các bác nhá, con này này. Bát neo 30 của BM, màng tẩm keo các bác nhá. Màng này là màng tẩm keo này. Đấy, màng tẩm keo này. Côn 76, nhện vàng non. Do mình đang quay tầm chiều tối thì ánh sáng hơi tối thì nhìn nó hơi đậm màu. Chứ nếu mà ánh sáng tốt thì sẽ nhìn màu nó vàng, nó tươi hơn. Đây, củ từ neo của nó đây. Con này là 500 neo nhá. Của BM, cái này chắc cái gì nó đè vào đây nó xước mất cái tem này của nó này. À đâu, cái này là cái viết gì ấy. Nó là công suất là 500W, trở kháng 8 ohm các bác nhá. 500W một quả loa này. Quả loa này 500W. Bát 40 cơ mà. Chú vừa bảo mày đấy, bát 40 mà. Đấy, với cái củ bát này thì thời gian vừa qua thì được rất nhiều quý vị khán giả là đã tin tưởng, là đã đặt hàng. Cái này lắp loa full 30. Lắp loa full 30 thì giá thành hợp lý, một tiếng thì cũng rất là ngon coi nhá. Tiếng nó sáng tiếng hơn là cái loa từ thường nhiều. Đây, đặt vào đây. Vào đây rạch ra cho khán giả xem. Đây, con này là các bác nhìn này, cái hộp của con 30 này, nhìn đứng cạnh hộp của con 40 nhìn nó to hơn nhau tương đối luôn. Đấy, rạch một con ra cho khán giả xem. Xong rồi cháu rạch luôn cả cái hộp tép ra nhá, mấy cái hộp tép này kìa. Với cái bát 40 này thì các bác đã có thể lắp được những cái loa mà dành cho đi đánh sự kiện rồi các bác nhá. Bát 40 neo này có ánh tiếng rất là sáng. Đi làm các bác mà đi làm cho thuê loa đài đám cưới hoặc sự kiện, nó mua của DVH cũng rất là nhiều. Thời gian vừa qua bán là tương đối nhiều cái bát này. Tiếng nó sáng mà vận chuyển nó nhẹ. Như một cái củ bát này mà từ thường nó phải dư vào tầm 6 đến 8 cân, nhưng mà từ neo nó nhẹ lắm. Từ neo nó chỉ dư vào tầm 3 cân rưỡi. Đây, con này bát 40 này cũng của BM này. Đây, rạch lôi cái túi bóng ra cho chú xem. Con này là bát 40 BM này. Côn nó cũng là côn 76. Côn nó to bằng nhau, củ từ to bằng nhau các bác nhá. Nên là công suất nó bằng nhau luôn. Này, đấy, con này là bát neo 40 này. Đấy, đặt đây chú. Bát neo 40. Đây, các bác nhìn này. Hai con này củ từ nó bằng nhau nhá. Đây, nhìn này. Củ từ nó bằng nhau luôn. Trở kháng đều là 8 ohm và công suất đều là 500W luôn. 500W, 8 ohm. Nhện giống nhau luôn các bác. Con này thì đánh sân khấu được luôn. Tiếng rất là sáng. Đấy, bát neo 40 của BM. Đấy, đặt cho chú một con tép neo lên đây. Thực ra cho khán giả xem. Đây, đợt này thì lấy một cái túi bóng này ra đấy. Cái này là tép neo bi côn 44 các bác nhá. Tép neo bi côn 44 này, rạch một cái hộp to kia ra. Hộp to kia là tép neo bi côn 75. Con neo bi côn 44, đợt này làm thêm mã mới. Con này này. Đấy, bích sáng. Cứ rạch một hộp thôi. Tép neo bi côn 44. Thường những cái thằng tép neo bi này tiếng rất là hay. Các bác nào mà lắp đồng bộ, ví dụ lắp full 30, lắp bát neo với cả tép neo, ok luôn. Đây, ví dụ bát này với cả tép này đi với cả một cái phần tần nữa, thành cấu hình full 30 của anh rất là ok. Còn đây thằng cu này nó đang rạch cái tép neo côn 75 ra. Tép neo côn 75 thì các bác có thể đi đánh là cưới sự kiện rồi. Hộp đấy nhìn to to, không biết có phải không nhỉ. Hộp đấy như không phải rồi, hộp đấy như tép từ thường rồi.
dành dành cái hộp khác, bỏ cứ bỏ đấy, dành luôn cái hộp dưới chân rồi. Hộp nào nó nhẹ hơn đấy. Đấy ở đấy các hộp cháu cứ nhấc hộp nào nó nhẹ hơn là được thì là nó. Chứ, xem này. Ừ, ừ hình như chính là nó đấy, hộp là nhẹ nhẹ là nó. Đấy dành ra cho chú. Đấy, nếu các bác mà đi bánh sự kiện thì làm một con Nelby con 75. Con Nelby con 75 này thì với cả cái bát này thì bánh ok luôn các bác nhá. Đấy, vừa trưa nay đăng cái clip ở Thanh Lý mấy cái loa dây đây. Đấy, dây dợ vẫn đây. 3 đôi, 6 quả. Nhôm, con này dây nhôm đẹp phết. Chữ nghĩa rõ ràng. Rồi, sau con đấy, đợt này nó làm đóng cả shop ấy nhỉ. Nhà đây con này thì là Nelby côn 75 các bác nhá. Nelby côn 75 này đẹp không, quá đẹp luôn. Nelby côn 75 này để đặt con 44 cạnh con 75 này. Đây nhìn này, con 44 này con 75 này nhìn to nhau tương đối luôn. Và con bát này đi với cả con tép này, với cả mẫu phân tần nữa là có thể làm một con lo full vào đám cưới rồi, đám cưới hoặc sự kiện nhỏ ngon lành rồi. Còn đâu con bát này với cả con tép này là thành một cái loa full 30 bánh phòng karaoke gia đình thoải mái luôn các bác nhá. Nói chung là bát neo tép neo thì tiếng thì thao hồ sáng, tiếng sáng rõ, nghe thì phê luôn. Nhưng mà về chất lượng thì không cần phải bàn, tại vì đồng tiền nó đi liền với chất lượng, mà tép neo nó đắt gấp đôi tép từ thường các bác nhá. Đã cứ xác định như thế, giá nhập vào đã đắt gấp đôi rồi, giá bán ra còn đắt hơn cả gấp đôi nữa. nên là đương nhiên là chất lượng thì nó phải ok rồi. Đấy, chứ không lý gì mà với một cái sản phẩm mình bán giá cao mà khách hàng vẫn tin dùng mà lại chất lượng mà nó lại tồi tệ là đương nhiên là sẽ là không có. Còn với cái bát neo này bên DVH này cung cấp với mức giá rất là phải chăng. Bát neo này đang bán với mức giá nó chỉ bằng một đôi bát từ thường thôi các bạn. Bằng đôi bát từ thường côn 100 thôi. Còn đôi bát này thì đắt hơn bát từ thường một chút, đắt hơn mấy trăm tại vì neo mà. Neo mà đương nhiên là nó phải đắt hơn rồi, tại vì nam châm nó ưu việt hơn. Nó đắt ở cái cục nam châm này, chứ còn thực ra là cái khung xương màng nhện cái thứ thì nó cũng không hơn cái loa từ thường cái gì cả đâu. Đấy thì DVH để làm cái clip này đây, tép neo này. Cùng nói chung là rất là nhiều. Bát neo, tép neo, tha hồ về cho các bác. Các bác mà lắp loa full karaoke hoặc là lắp loa bánh sự kiện thì DVH thì có cả nhá. Ôi, super hiền này. Không vào nữa đâu, để xe ngoài là tí rồi vào. Anh Hiền Hiền này vừa đi đua một quả. Đấy thì DVH thì đã giới thiệu với toàn thể quý vị khán giả quý là trong thời gian vừa qua được cung cấp về cái dòng bát neo và tem neo rất là nhiều các bác nhá. Hàng tha hồ cho các bác lựa chọn rồi. Thì các bác mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho DVH để được sở hữu những cái sản phẩm rất là ngon này nhá. Đấy, nhắc lại một lần nữa này, cái cấu hình này là oánh gia đình này, cấu hình này oánh gia đình, còn cấu hình này là có thể oánh được ngoài trời này, đám cưới hoặc sự kiện nhỏ này. Đấy. Thêm một đôi vỏ với cả một đôi phân tần thôi là các bác đã có thể dựng được một đôi loa oánh ngon lành luôn. Loa từ neo thì tiếng rất là sáng rõ, như thời gian vừa qua DVH thì có test lên kênh rất là nhiều. Bác nào mà hay theo dõi kênh của DVH thì cho có rõ rồi. Đấy, một thùng thì nó đóng như này nhá. Một thùng này, như con thùng 40 là một thùng nó đóng 2 đôi này. Còn đâu cái 30 này rồi là... cái thùng 40 là nó đóng 2 chiếc loa đóng vào một hộp, sẵn một đôi gửi đi luôn. Còn đâu cái loa 30 thì nó đóng một chiếc một hộp nhỏ. Thực ra là con 40 này là nó là hai lớp bìa nhé, ở trong một hộp nhỏ ngoài có một hộp to. Loa 30 thì là trong một hộp nhỏ ngoài một hộp to, nhưng hộp to lại chứa 4 cái luôn. Thì cái này để bên DVH thì có bán lẻ một cái các bác nhé. Tức là các bác nào mà chẳng may mà bị cháy hỏng mất một cái mà chưa có điều kiện mua một đôi thì DVH thì có hỗ trợ là bán một chiếc, tức là các bác mua một cái tem neo cũng bán, một cái bát neo cũng bán luôn. DVH bán hàng rất là vui vẻ thoải mái rồi, hỗ trợ cho các bác nhiệt tình. Mua một cái bán một cái nhá. Nhưng mà đương nhiên là mua một thì sẽ phải giá nó sẽ phải đắt hơn là mua hai cái nhá. Tuy nhiên là mình chỉ lấy thêm phần tiền cước thôi, chứ còn mình cũng chả gọi là cố ý bán bóp đắt cho các bác làm gì cả. Nó như thế nó không vui vẻ. Ví dụ như là một đôi này là 1.600.000 một đôi thì các bác mua lẻ sẽ là 850.000 một cái các bác nhá. Còn cái này là 2.600.000 này. Cái này thời gian vừa rồi để bán là 2.550.000, nhưng đợt này cước nó cao hơn một tí. Hàng nó nhỉnh lên một tí rồi, đợt này bác đang bán là 2.600.000 một cặp này. 2.600.000 cặp này thì các bác mua một chiếc thì sẽ là 1.350.000. Còn cặp này thì là 2.900.000 này. 2.900.000 một cặp này là các bác mua lẻ một cái thì sẽ là 1.550.000 các bác nhá. Đấy. Thì các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho DVH để được tư vấn và được sở hữu những cái sản phẩm nó rất là chất lượng như vậy nhá. Rồi ok, clip của DVH thì xin phép là dừng lại tại đây và xin hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại quý vị khán giả quý vào những clip sau nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.